là ai hỏi là con trai tôi hậu vận tốt không thì người ta sẽ ngó hai cung Phúc Đức và cung Điền Trạch. Nếu mà lúc bé ấy, vừa sinh ra thì người ta sẽ ngó cung Tử Anh và cung Mệnh. Lớn lên rồi 27 tuổi người ta sẽ nhìn cung Phúc và cung Điền. Nhìn cung Phúc Đức thì nói xem là cái bạn ấy sau này có phước không, có phúc không. Còn nhìn cung Điền Trạch xem nhìn nó có đất không, có nhà không. Ở Việt Nam của chúng ta là nhà đất quan trọng lắm. Nếu có nhà có đất có nghĩa là hậu vận tốt, nghĩa là có nơi ở. Còn nếu cung Phúc Đức đẹp ấy thì hậu vận là vẫn còn phước còn phúc, con cháu đề huề, có tiền có tài. Thì người ta có hai cung đấy nha. Thì thầy nhìn thấy cung Phúc Đức của bạn này có chính hiệu này, là có ân quang, là có tướng linh, có hóa hoa, là có hóa quyền chiếu vào nữa. Là cung bạn ấy có cung Phúc Đức rất là đẹp. Mà cung Phúc Đức vô chính hiệu thì theo cụ Thiên Lương thì cung Phúc Đức chính hiệu thường là rất đẹp. Hai nữa thấy cung Điền Trạch có sao dưỡng kia này, có Thiên Việt, Thiên Hỷ, Thanh Long, Nguyệt Đức. Mà cũng thấy thiên phủ, thiên tướng chiếu vào cung Điền Trạch, vậy là bạn này sau này cũng có điền sản, vậy là có học vận tốt rồi. Đấy, còn xem tiền vận thì sẽ trong cung 7. Bạn này tiền vận có sao Thiên Cơ, Thái Thiên Lương, Cơ Lương Miễu Điện, nhưng là bạn này có hai cái sao Thiên Cơ và Thiên Lương rất là sáng. Đáng lẽ bạn này phải học rất giỏi. Tại vì bạn có hóa khoa, hóa quyền chiếu mệnh, thiên mã chiếu mệnh, đấy là đáng lẽ. Thầy Thế nói đáng lẽ là bạn ấy phải học bạn giỏi. Vì đáng lẽ là học rất giỏi, nhưng mà vì mệnh của bạn ấy quá nhiều ám tinh và nhiều sao xấu đóng, nên là thành ra lười. Bạn ấy hóa kỵ ở mệnh à, này, đúng rồi. hóa kỵ ở mệnh này, Đà La ở mệnh này, Táng Môn ở mệnh này, Thiên Cốc ở mệnh này, Quan Phủ ở mệnh này, mệnh Nguyệt Sát ở mệnh này. Đấy, những ngôi sao hóa kỵ là những ngôi sao về thị phi này, đấy, hay không chịu được thị phi. Những ngôi sao Đà La ở mệnh này hay bị tổn thương này. Sao Tăng Môn là hay buồn, tự ái bản thân này, không tự tin này. Thiên Khốc là nước mắt này, chưa làm là khóc này. Quan Phủ đóng bệnh Bạn này, yếu đuối đúng không? bạn này bạn yêu quý ừ. vâng ạ Nhìn con trai mà yếu đuối, sinh năm 98. Sao Thiên Khốc mà, Thiên Khốc là nước mắt, chưa gì đã thấy nước mắt rồi. Đúng rồi, Nên là yếu bạn đuối. ấy thấy bố mẹ một chút sau là bạn ấy cứ khóc, bạn khóc rồi. Đấy này, các cụ bảo là nếu mà cơ lương tại thìn tốt thì dễ thành quân sư, một người mưu sĩ giỏi. Nhưng mà bạn này vì mệnh bạn nó quá nhiều sao xấu, lại thêm cái sao mộ mà đóng ở mệnh không tốt. Sao mộ là một cái sao nó khiến cho trí tuệ của con người giảm mất 50% mệnh. Nên đáng lẽ bạn này là một quân sư sắc cát lượng, nhưng mà vì nhiều sao xấu quá nên là chỉ đi làm công nhân được thôi. Bạn bây giờ bạn đi chỉ còn làm công nhân rồi ạ. Thế bây giờ có cách gì không ạ thầy? Cái gì đi làm nghề gì thì cũng cao quý, nhưng vấn đề là tinh thần làm việc có tốt không. Anh chàng này thân cư tài bạch chỉ thích kiếm tiền thôi, nhưng mà cũng tài bạch thì lại gặp sao triệt, nhìn đến tiền nhưng chẳng lấy được, tại vì mệnh quái xấu, thân là bị triệt, chỉ có hậu vận tốt thôi. Cái tiền vận trung vận đây là số bất phả, là số này hơi bất phả. Sau này lấy vợ về đi Thái Dương Cự Môn đi, vợ có sao đại hao đóng đấy, là vợ cũng biết tiêu ăn chơi tiêu tiền nữa. Bạn ấy có vợ có con rồi ạ? Vợ mà có chồng sao đấy là cũng biết ăn chơi tiêu tiền, con cái thì có bốn Bạn sao ấy đồng có hành, có sao triệt, nhưng con cái sau này sẽ rời xa quê hương thì sao. Lá số bạn này có mấy cách để xử lý như sau. Một là cái bạn này phải thử làm những nghề như vận tải, bạn này phải làm vận tải vận chuyển lái xe thì bạn có thiên mã không quan lọc, hoặc là bạn này phải xuất ngoại vì công thiên di của bạn này có hóa khoa tả hữu. Đấy là những nghề để cho bạn ấy thử bạn thay đổi vận Nếu năng. mà hướng cho bạn là đi 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 ra ngoài là tốt ở gì thầy? Đúng rồi, bạn ấy đi xuất ngoại thì tốt. Đấy, rồi thầy sẽ chỉ cho cách để sửa cho bạn ấy sau triệt thân. Triệt, biết sao, biết sao triệt là sao rồi không? Trong tử vi có sao triệt. Ở ngoài đời chúng ta hay nói là triệt hạ nhau, thì cái từ triệt ở đây nó từ triệt trong này nó giống như triệt hạ ấy. Người ta gọi là triệt lộ, nên là hết đường. Khi sao triệt nó đóng vào những ngôi sao chính tinh sáng như thiên đồng thầy và thái âm của bạn ấy, nó đánh cho trước 35 tuổi là hết đường rồi. Tài bạch mà chính sáng những này mà gặp sao triệt nghĩa là trước 35 tuổi gần như không có tiền, nó kiếm được thì cũng tiêu hết, cũng không có nhiều. Đó. Thì cái người mà mệnh tốt mà thân triệt ấy được ví như là cái cây nhiều lá nhiều hoa nhưng không đỗ quả. Cô đã thấy một cái cây nhiều lá nhiều hoa nhưng mà không có quả chưa? Có rồi ạ, Thế cô có thất vọng với cây đấy không? Thất vọng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chứng tỏ là cái cây đấy thiếu một cái chất dinh dưỡng gì đó, có thể thiếu kali gì đó để cho nó đỗ cây đỗ hoa đỗ quả trái quả, và chúng ta thiếu. Thì cái bạn này cũng thế, bạn này bạn ấy mệnh bạn tốt bạn thông minh như thế mà đến bây giờ công danh chả ra đâu, đi đâu mà đi làm công nhân, chắc chắn nó đang có vướng cái gì đó đúng không?
mà một con người thành công thì thầy các anh bảo rồi, nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ âm đức, năm là chữ khó học hành. Thì về bản mệnh của bạn thì thấy 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 có sao tốt, vận thì chưa tốt. Phong thủy thì tốt rồi, âm đức Phong tốt thủy tốt rồi, chỉ cần chịu khó học hành tí nữa thôi. Ok, rồi à? Âm đức là gì hả là thầy? cũng phúc đức Âm đấy, đức là cũng phúc đức. à? Nha, bạn này cái sự khuyết thiếu của bạn rất ít, bạn chỉ có cái chọn sao triệt tài là một, hai nữa bạn này có căn là hai. Nếu cô để ý bạn này, bạn ấy rất thất thường trong tư tưởng. Đúng rồi, bạn đi ví dụ như là hôm nay bảo bạn làm cái gì đấy thì bạn đồng ý, xong ngày mai bạn tự nhiên bạn lại lại sở chúng luôn. Nên người ta gọi là đây là người có căn, nghĩa là sáng nắng chiều mưa tối giả vờ. Thì khi Bạn mà này là thế đấy. một con người thành công thì không thể như vậy được, một người thành công là phải bền chí và quyết liệt. Nhưng mà bạn ấy đang thiếu cái sự bền chí và quyết liệt, đúng không? Khi không bền chí Bạn và này tôi không bền chí quyết liệt thì làm sao thành đạt được, đúng không? Vậy thầy sẽ chỉ cho gia đình xử lý cho bạn đấy cái tính không bền chí của bạn đấy nhá, giật tài mạch. Ok, nói bạn ấy vợ vợ bạn ấy vợ sinh năm 99 rồi, có họ không ạ thầy? thấy thấy bạn đấy với vợ bạn ấy ở với nhau thì chỉ có nghèo thôi. Thế Lý do là à? vợ bạn có sao đại hao, nên cô phải dặn vợ là bạn là phải tiết kiệm, vợ ấy là phải tiết kiệm đấy, chi tiêu hợp lý mà đừng cho ai vay tiền thì gia đình này mới dư được tiền. Nhưng lấy cô vợ đại hao thì phải đi kiếm nhiều tiền để vợ tiêu lắm, không có giàu lên được. Thì bây giờ thì làm cách nào hả thầy? Đấy, dặn vợ nó là tiêu ít thôi, phải tiết kiệm, Vâng. phải dành một khoản ra đầu tư bất động sản dần dần đi.